không thể hình dung nổi hôm qua gió thổi thế nào. Người ta nhìn thấy gió, đuôi cứng dài và mắt sáng như sao. Không cái gì làm gió lạc đường đâu, kể cả nguyện cầu và bỏ phiếu. Gió ào đến túp lều, đến con thuyền đơn chiếc, đến vườn cây và những gì cần thiết. Gió phá đi mà gió chẳng biết gì. Cho đến sáng nay, họ trói gió đem về. Họ bất ngờ bắt được gió lang thang trên cánh đồng lấy thực dược. Gió đang mơ màng như những kẻ đang yêu.